Năm nay tôi đã 67 tuổi. Tôi đã từng đi chữa răng rất nhiều nơi. Trước là tôi hay chữa ở Bạch Mai, Việt Đức và một số nơi khác. Ví dụ như có một số bác sĩ đã tu nghiệp ở nước ngoài về bên Mỹ được khoảng 5 năm, 7 năm. Thế sau đó thì Việt Nam mình có những răng kinh em của Hàn Quốc. Thì tôi đã từng lắp đặt chính tay bác sĩ Hàn Quốc lắp cho tôi. Nhưng sau một thời gian ngắn thì răng bị hỏng. Khi tôi đến bệnh viện để được tham khảo ý kiến bác sĩ thì bác sĩ từ tháng 10, ví dụ tháng 10 năm nay thì bác sĩ hẹn tháng 3 sang năm thì bác sĩ Hàn Quốc sang. Tôi có thể uống giảm đau, khi chờ bác sĩ Hàn Quốc sang thì bác sĩ Hàn Quốc nó chụp phim và kiểm tra răng cho tôi. Thì ông bác sĩ nói là không nhổ được mà bắt buộc cứ phải để cái răng ấy trong mồm. Và ông bảo nếu cần thiết thì ông sẽ cắn thêm được một cái chân nữa, răng nữa vào bên cạnh cái chân cũ đấy. Sau khi tôi khổ sở vì răng, tôi đi khắp từ Nam ra Bắc, không ai dám nhổ cái răng ấy cả và không có dụng cụ. Sau đó tôi may mắn làm sao thì là có chị tôi và các bạn tôi, chị tôi đã tám mấy tuổi rồi, giới thiệu tôi đến đây làm răng ở NTV. Thế sau khi bác sĩ Hưng đã kiểm tra và sửa soạn cho tôi và đã chữa được cho tôi cái răng của bác sĩ Hàn Quốc đã làm cho tôi khổ sở bao nhiêu năm rồi. Thế đến bây giờ thì bác sĩ Hưng đã hoàn thiện được cho tôi được cả hàm răng, kể cả răng bắc cầu và răng Invenand. Tôi đã lắp 3 cái, hoàn tất được 2 hàm răng của tôi. Tôi cảm thấy rất phấn chấn và sung sướng vì những cái răng đấy rất là chắc chắn, an toàn và không hề đau. Và tôi là một bệnh nhân rất sợ răng Invenand mà bây giờ tôi lại thành ra nghiện cái răng Invenand. Tôi chuẩn bị còn một cái nữa là tôi hoàn tất nốt. Tôi xin cảm ơn bác sĩ Hưng đã giúp được cho tôi được bộ răng rất là hoàn chỉnh.